Chương trình thì chúng ta cũng nhận được câu hỏi của khán giả Đào Thị Nhàn ở Bắc Ninh. Thì khán giả có hỏi là trong chương trình thì có thấy đề cập tới là nhân hạt táo ta. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là cách sơ chế, lưu trữ cũng như là cách sử dụng như thế nào để trị mất ngủ? Cái quả táo mà có cái câu chuyện đùa vui là em như gái dở đi rình của chua đấy, cái Vâng. táo chua ấy, tức là cái quả táo mà tròn tròn con con Vâng này ạ. thôi, chứ bây giờ là hơi hiếm đấy, bởi vì chúng ta chế biến nông nghiệp giỏi lắm, làm cho cái quả táo nó to ra và ta coi thường cái táo ấy, ăn nó hơi chua chua, Vâng, ngọt ít mọi thôi. người vẫn gọi táo Thế chua đấy. vâng, thế thì vì nó có vị chua, thế nhưng mà nó có một cái hay như thế này này, chúng ta ăn cái rồi thì cái hạt của nó chúng ta đập ra lấy cái nhân ở bên trong, cái nhân đấy làm thuốc quý lắm đấy. Cái nhân này nó có dầu và có cái chất mà nó gây dưỡng tâm an thần, cái này nó lại cũng dưỡng tâm và nó lại là an thần, mà an thần tương đối mạnh đấy. Cái nhân hạt táo này an thần mạnh hơn tất cả các cái loại thuốc an thần mà do các cái loại lá của y học cổ truyền, chứ tôi không dám so sánh với lại các cái thuốc mà gọi là trọng trấn an thần như là chu sa thần sa thì nó mạnh hơn. Thế nhưng mà cái táo nhân này là an thần rất mạnh, nhưng nó có cái là vì nó có cái thành phần mà dầu ở trong này, cho nên là thường người lấy hạt táo xong người ta phải sao lên bạn ạ, sao tức là cho vào cái nồi đất đảo lên cho nó khô bớt và bay bớt cái dầu đi, và cuối cùng là cái hạt táo nó xém lại, nó hơi cháy xém như thế này, thì lúc đó ta mới dùng làm thuốc, chứ không phải là đập hạt táo ra lấy cái ngay cái hạt ấy dùng đâu. Vâng. Dùng cái có khi bị ỉa chảy và có khi bị ngộ độc. Thế người ta sao như thế này, cái động tác sao tẩm ấy thì nó có cái tác dụng là nó bay hớt bớt một số chất, trong đó thì giảm cái nhờn béo của hạt táo đi. Vâng. Thế thì khi mà chúng ta sao xong thì những cái hạt táo đấy thì có thể sử dụng như thế nào để có thể chữa? Cái liều dùng ấy là tùy tuổi, thế thường dùng từ 8 đến 12 gram và nên phối hợp với các vị thuốc khác. Ở trên chúng tôi có giới thiệu, tức là cái mất ngủ nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể do tỳ, nguyên nhân có thể do tâm, nguyên nhân có thể do can. Thí dụ bây giờ tôi bực tức, tôi cáu gắt, tôi thế này thế kia, thế thì phải làm nào gọi là hạ hỏa xuống, đừng bực tức, đừng cáu gắt nữa. Sau đó chúng ta dùng táo nhân phối hợp, thế thì nó hay, tức là dùng những cái bài mà sơ can để mà nó giảm uất đi, giảm tức bực đi, thế thì nó mới hay được. Thế còn thí dụ như là bây giờ huyết tôi thiếu quá, thế thì phải dưỡng huyết, tức là phải cho tôi một ví dụ thuốc bổ, thí dụ như là đương quy chẳng hạn, đảng sâm chẳng hạn, cho bổ đã xong rồi cộng với cái táo nhân, thế thì nó sẽ tăng tác dụng lên rất nhiều. Chứ còn nếu mà không chẩn đoán mà chúng ta vội vàng chúng ta chỉ dùng có thuốc ngủ thôi thì cái tác dụng nó không cao, Vâng. và như vậy điều trị nó không toàn diện, không đúng được ý của các cụ ngày xưa đâu. Vâng, nhắc đến táo thì tôi cũng bỗng nhiên nghĩ đến cái quả táo tàu cũng là một vị thuốc. Và tôi thì cũng rất thích ăn cái quả táo đấy, thì cũng không biết là với cái vị đấy thì vị thuốc đấy thì không biết là có tác dụng mà hỗ trợ điều trị mất ngủ không thưa bác sĩ? Vâng, cái táo ấy là người ta gọi là đại táo, thì thường ấy là nó là kiện tỳ, tức là nó là vị thuốc bổ. Bổ bổ gì? Bổ tỳ vị. Bổ tỳ vị giúp cho ăn ngon. Thế ăn ngon thì thường là dễ ngủ hơn là những người mà kém ăn, rồi thì là người yếu quá thì ngủ khó. Thế thì cái này nó lại là kiện tỳ, chứ bản thân nó không phải là cái tác động an thần như là tâm sen. Thế nhưng mà nó là kiện tỳ làm cho cái tỳ nó khỏe mạnh, tức là làm cho chúng ta khỏe mạnh thì cái khả năng điều khiển hưng phấn và ức chế nó dễ hơn, và như vậy nó đi vào giấc ngủ tốt hơn. Dạ Cho vâng. nên là những cái lúc mà bạn suy yếu bạn thấy thì có thể dùng táo, gọi là Vâng. đại táo, táo tàu đấy. Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về chia sẻ vừa rồi. Vâng, xin được chuyển sang một câu hỏi khác của khán giả Nguyễn Thị Phương ở Long Biên, Hà Nội. Thì chị Phương có hỏi là con gái tôi năm nay thi hết cấp 3
và thi vào đại học. Do học hành căng thẳng và phải thức khuya để ôn bài lâu ngày, thế nên là bây giờ thì cháu bắt đầu là xuất hiện cái triệu chứng là khó ngủ. Có những hôm mà thức đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được. Chính vì thế mà ban ngày thì rất là mệt mỏi. Cháu có cái hiện tượng này đã 3 tuần nay rồi. Và chị Phương thì không muốn cho cháu dùng thuốc ngủ vì sợ là có những cái tác dụng phụ. Chính vì thế mà chị cũng rất là quan tâm đến cái việc là sử dụng các cái bài thuốc y học cổ truyền như là tâm sen hay là lá vông và long nhãn. Vậy thì cách dùng trong cái trường hợp này đối với con chị thì như thế nào thưa bác sĩ? Vâng. Các cháu bây giờ học hành đúng là vất vả lắm và chịu nhiều áp lực lắm. Vâng. Áp lực từ gia đình, áp lực từ xã hội, rồi áp lực từ cái ham muốn bản thân. Cho nên là nhiều cháu mà ngoan ấy, nó học hành quá vất vả. Mà cái học hành quá vất vả, rõ ràng cái não nó ảnh hưởng rồi. Mà não nó không được nghỉ ngơi thì nó không có điều khiển được cái ức chế và hưng phấn. Thế bây giờ cháu thi xong rồi thì bây giờ mẹ động viên con, đỗ thì trượt chưa cần biết, sức khỏe là số 1 cái đã. Ta phải khẳng định như thế. Thế thì động viên con, động viên. Cái thứ hai tức là trước đây các cháu là học phải thức khuya, thức đêm, thì bây giờ các cháu điều chỉnh lại cái sinh hoạt của các cháu. Thí dụ như là 10 giờ con ơi, chúng ta cùng đi ngủ đi. Thế giờ thì là 5 rưỡi 6 giờ sáng chúng ta dậy tập thể dục đi. Thế thì điều chỉnh lại cái đó. Thế và cái thứ ba tức là cháu học hành cũng mệt thì nên có cái bồi dưỡng cho cháu nữa. Thế thì bên cạnh tất cả những cái biện pháp đó thì tôi nghĩ rằng sau đó thì chúng ta dùng thuốc hỗ trợ thêm cho cháu, chắc chắn là cháu sẽ ngủ ngon, lập lại được cái chu kỳ bình thường, tức là sẽ ngủ ngon. Thì bạn có thể dùng long nhãn, có thể dùng tâm sen, có thể dùng táo nhân, có thể dùng lạc tiên, tùy cái hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà những yếu tố kia là bạn chú ý. Kia là những yếu tố then chốt hơn, đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và tôi nghĩ rằng là cái trường hợp như mà nhà chị Phương đang gặp phải thì không phải là hiếm, mà rất rất nhiều gia đình bây giờ cũng đang có cái tình trạng tương tự. Và hy vọng là qua những tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì quý vị khán giả cũng có thêm kinh nghiệm để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho con cái mình có thể vượt qua những cái áp lực trong thời gian vừa qua, và từ đó thì sẽ quay trở lại với cái sinh hoạt cuộc sống thường nhật. Và đặc biệt là ở thời điểm này thì vẫn đang là mùa hè và các cháu thì hoàn toàn cũng có thể dành thời gian để giải trí được rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, là chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Lương ở Hải Dương. Chị Lương thì có hỏi như thế này: tôi năm nay thì 55 tuổi, thường xuyên bị mất ngủ dù cuộc sống không có áp lực gì. Tôi đi viện khám thì các bác sĩ nói là tôi bị loãng xương, thiếu canxi, rối loạn giấc ngủ. Hỏi là tôi dùng cả 5 vị thuốc mà chương trình đề cập như là tâm sen, long nhãn, lá vông, nhân hạt táo ta và toan táo nhân, lạc tiên để điều trị mất ngủ thì có được hay không ạ, thưa bác sĩ? Vâng. Đây là một cái sáng kiến đấy, phối hợp vị thuốc. Thế nhưng mà không cần tham quá đâu. Mà chị bảo là không có vấn đề gì thì rõ ràng có vấn đề. Có vấn đề là cái thiếu canxi ở xương nó cũng gây ra đau đớn. Thế đau thì là không ngủ được. Cho nên là chúng ta phải bồi phụ lại cái canxi cho nó hợp lý. Thì canxi nó hợp lý rồi thì tự nhiên là cơ thể nó mát. Mát thì là cái canxi, tức là cái thành phần này nó là, đối với này, đông y nó là cái hàn đấy các bạn. Tính của canxi thì các cụ bảo cái thạch cao này là hàn. Thế thì nó hàn như thế là nó giúp cho cái thanh nhiệt. Và thanh nhiệt như thế thì là cái người mà nhiệt quá thì giống như là hưng phấn nó tăng ấy. Thế hưng phấn tăng thì là rõ ràng là ngủ kém. Thế thì chúng ta tập trung vào chữa cái này. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn nói thêm với vị quý thính giả và bạn Huyền là như thế này này. Cái giấc ngủ của chúng ta ấy là nó có từng nhịp một. Chứ không phải là bây giờ thí dụ như là tôi với bạn đi ngủ là 10 giờ, 11 giờ xong rồi thì 5 giờ sáng là nó là một cái giấc ngủ dài như thế đâu. Mà thường thường một nhịp của nó là khoảng độ gần 90 phút. Một nhịp như thế này. Thế thì cái giấc ngủ 90 phút xong lại tiếp tục lại đến giấc ngủ tiếp theo 90 phút. Và 4, 5 hay 6 giấc ngủ như thế thì hết một đêm. Thế thì có rất nhiều người là khi mà vào sâu cái giấc ngủ thì nó chia làm 4 giai đoạn mà bạn ạ.
giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì ta đi sâu dần 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 vào giấc ngủ, sau đó lên đỉnh cao là sâu nhất, là ngủ say nhất, không biết gì sức cả. Sau đó là nó tỉnh dần tỉnh dần, và đến cái lúc mơ mơ màng màng và cái mắt nó động nhiều thì lúc đó là dễ tỉnh. Thế dễ tỉnh này, nếu như mà ta thấy nó tỉnh mà ta lại dậy hút điếu thuốc lào, dậy xem vô tuyến, dậy xem thế này thế kia, thì nó làm cái phản xạ nó xóa đi giấc ngủ. Đáng nhẽ bật cái tiếp tục nằm thở đều nó lại vào cái chu trình tiếp theo. Một cái vòng cung này tiếp theo, vòng cung này đến đây nó lại làm cái vòng cung, lại tiếp theo nó đi vào giấc ngủ. Và cứ như thế thì 4-5 cái nhịp đó bạn sẽ ngủ ngon. Chứ bạn mà đang ngủ mà lại bạn thấy nó thức giấc, thế thì bạn bảo tôi dạo này mất ngủ quá, thế là đòi ngay thuốc ngủ, thì cái đó không hoàn toàn đúng. Mà cái thức ngủ nó, các cái thuốc nói chung nó đều có mặt trái của nó. Cái giấc ngủ ấy thì nếu thiếu nó luôn luôn đòi, đòi nợ. Đòi nợ là thế này này, thí dụ như là đêm hôm qua tôi có lý do gì đó, tôi ngủ được có 3 tiếng, 4 tiếng thôi. Thế là sáng nay thì lúc 9 giờ, 10 giờ hoặc là 11, 12 giờ trưa gì đó, tự nhiên mình cảm giác buồn ngủ lắm. Buồn ngủ đó tích là người ta đòi nợ đấy, cái não nó đòi nợ giấc ngủ đấy. Thế đòi nợ ấy thì chúng ta sòng phẳng ra là chúng ta trả luôn. Và nếu có điều kiện là thí dụ tôi nằm luôn ra đấy, tôi ngủ đến 15-20 phút thôi, thì cái đó là tuyệt vời. Và coi như tôi trả được 1-2 tiếng ngủ hôm qua tôi thiếu. Được. Tức là trả nợ cái giấc ngủ. Thế nhưng mà đằng này vì điều kiện ABC hoặc là vì cái nọ cái kia, ta cứ phải gắng. Thế là thôi tôi không ngủ được. Thế xong đến hôm mai nó lại đòi, đòi cũng không trả. Ngày kia nó lại đòi, thế đến một lúc đến 3-4 lần nó đòi không được nữa thì nó xóa đi. Và xóa đi cuối cùng chúng ta trở thành mất ngủ. Đừng có vội là cái gì cũng phải thuốc ngủ. Chứ còn thuốc ngủ rất là tốt, rất là cần, tôi đồng ý rồi, rất cần, rất tốt. Mà bạn Huyền vừa giới thiệu nào là long nhãn, nào là tâm sen, nào là các lá vông nó viết rất tốt. Tôi không nói là không tốt, nhưng mà đừng lạm dụng. Vâng. Mà chúng ta chú ý là cái đó để trả lại cái giấc ngủ một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái não của chúng ta. Vâng, dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dương Trọng Hiếu với những chia sẻ vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, những vị thuốc quý để hỗ trợ cải thiện cho giấc ngủ vẫn luôn có sẵn ở xung quanh của chúng ta. Và nếu biết biến tấu một chút là chúng ta có thể chế biến chúng tạo ra những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Và sau đây sẽ là một số món ngon giúp cải thiện giấc ngủ mà quý vị có thể tham khảo. Món ngon cải thiện giấc ngủ, cháo long nhãn. Cháo long nhãn là món tủ của những người đang bị mất ngủ. Món ăn này có tác dụng an thần, bồi bổ thể trạng, hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ các tế bào thần kinh, giúp chữa chứng mất ngủ mãn tính hiệu quả. Cháo long nhãn có thể sử dụng được cho mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi và phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Hạt sen là một loại thực phẩm được dân gian sử dụng như một vị thuốc bổ. Nguyên liệu này có vị ngọt, hơi chát, tác dụng ích thận, dưỡng tâm, bổ sung vitamin và nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Vì vậy, sử dụng các món ăn từ hạt sen sẽ giúp cơ thể có thêm nguồn năng lượng mới, hỗ trợ tái tạo các tế bào thần kinh, giúp làm giảm mệt mỏi, là phương pháp trị chứng mất ngủ cực kỳ hiệu quả. Canh sườn non với hạt sen là món ăn trị mất ngủ được nhiều người sử dụng. Hạt sen là nguyên liệu có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra insulin, giúp cơ thể dễ ngủ hơn. Trong khi đó, sườn non lại chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp bồi bổ thể trạng, nâng cao sức đề kháng để cơ thể luôn thư thái và dồi dào năng lượng.